ở trong cái phần tiếp theo này thì mình sẽ học một thằng cuối nhá là cái cấu hình đa môi trường ở trong thằng uh, thằng uh, react thì uh, ở trong phần backend ấy mọi người có học một thằng nó là thằng uh, profile đúng không? Mọi người để config dev là config uh, production đúng không? Config UAT các kiểu. Đấy thì đây đó là các config các cái môi trường khác nhau khi mà phát triển. Thì bình thường bao giờ nó cũng có dev với lại production, ít nhất là hai cái đấy. Còn thường thì nó sẽ có thêm UAT các thứ nữa và môi trường test. Đấy thì để mà run các cái môi trường khác nhau ấy, giống cũng giống như kiểu thằng backend thôi. Thì nó sẽ có một thằng gọi là ENV CMD để nó hỗ trợ. Đấy thì đầu tiên mọi người chắc là mọi người cũng sẽ phải um, cài cái thằng uh, môi trường này. À cài cài cái thư viện này thì thằng này nó support mình. Đó. Và sau đấy thì mọi người cũng tạo ra cái môi trường nhá. tạo ra các cái uh, môi trường Mọi người đợi một chút thì như em viết cóp thiếu rồi à. Rồi đây mọi người cóp lại nhé vừa thêm vào đây thì đầu tiên là mọi người cho một thằng nv ở đây này Đấy, mọi người cho nó ở bên ngoài này Đấy, nó cũng ngang với lại cái folder này thôi Đấy thì trong này nó có sẽ có chứa hai file nhé À cha hai cái môi trường Còn tương tự mọi người để tạo ra nhiều môi trường khác Ví dụ như ở đây là dev này Endpoint các thứ này Đấy mọi người để tạo ra. Đó. Thì ở đây. Đấy thì ở đây là mình đang cái mấy cái key nhá, key nó là NV, key nó là endpoint, nhưng mà trước nó lúc nào cũng phải có cái cái thằng rear cam nhá. Em cũng không hiểu tại sao nó cứ phải có thằng này nó mới chạy. Hoặc là em config lỗi cái gì đấy. Đấy nhưng mà nó phải có thằng này nó mới chạy. Đấy. Thì ở đây đang có hai thằng bộ đăng thế bộ đắc thì nó cũng giống key nhưng mà nó sẽ khác cái value đó rồi, sau khi có thằng này xong Đấy, thì mọi người cũng uh, sẽ có những cái thằng tương tự Ví dụ mọi người để có cái thằng này, này vào Ok Đây, thì mọi người cũng sẽ có uh, lúc mà sử dụng ấy. À, mọi người phải config thêm một cái nữa Ở đây Này, mọi người phải config thêm một cái ở đây này Đấy, là đầu tiên nhá, Ví dụ như cái thằng startup này Cái file uh, File này này Ờ uh, tí nữa cũng sẽ có cái file cho mọi người nhé, lúc ấy chắc em copy thiếu à ví dụ như chỗ này mọi người thay vì mọi người để là start thì mọi người sẽ để là start dev chẳng hạn này và chỗ này của mọi người sẽ sử dụng nv-cmd đây chính là cái môi trường của nó nhé người sẽ chuyển thêm một cái tham số trừ f vào là để chỉ đến cái folder của cái nv này nằm ở đâu ví dụ nv.dev đúng không đấy thì ở đây là cái mình đang start cái môi trường dev lên thì mình sẽ trỏ đến cái file này ok chưa Đấy là cái file nv chấm uh, cái này Đấy xong rồi uh, react script các thứ bình thường thôi Ok chưa Đấy thì tương tự mọi người có thể tạo ra Ví dụ như build build dev chẳng hạn này Đấy thì mọi người không thêm cái đoạn này vào trước Đấy, Chỏ đi cái môi trường nó chạy trên môi trường nào ấy Rồi tương tự mọi người cũng có thể tạo ra một thằng gọi là thằng product Đấy, tương tự thành thế product Đấy thì thay vì mình chọn đến file dev thì mình sẽ chọn file product Đó thì mọi người sẽ chọn để các cái file nó ở đây. Đó, và sau đấy thì mọi người nút run. Ở à, đây là mình config môi trường nhé. Và đây là cái cách mình sử dụng này. Đấy thì ở đây nếu mà mọi người muốn gọi cái giá trị gì ở trong cái thằng uh, Product ra. À trong trong cái thằng file này ra. Đấy trong các cái môi trường các thứ này này. Thì đấy mọi người có thể gọi là process nhé. Cái thằng này có sẵn của nó. .env xong rồi .react app .env này chẳng hạn. Ok chưa? Thì khi đấy nó sẽ tự động nó trỏ đến cái thằng này. Đấy, hoặc là thằng này. Ok chưa? Đấy, hoặc là một cái ví dụ nữa là mọi người có một cái thằng API đây, đúng không? Đấy thì thay vì mọi người Hát code là localhost các kiểu ở đây thì khi đấy mọi người uh, thay nó bằng cái cái biến cái, cái biến ở môi trường này này. Đấy thì ví dụ như mọi người chạy trên dev thì có thể nó là localhost 8080, nhưng mà khi mà lên môi trường product thì cái endpoint của mọi người có thể nó là một cái địa chỉ server gì đấy để nó kết nối đó. Và đến lúc mọi người chạy thì đơn giản thôi. lúc chạy nhá. Lúc chạy thì mọi người chỉ cần npm run start dev chẳng hạn. Ok chưa? Ví dụ như mọi người chạy là run ờ xóa mấy cái này nhá. Đây, mọi người chạy ví dụ kiểu thay vì mọi người npm start đúng không? Thì bây giờ mọi người có thể đặt tên theo những cái thằng này. Đấy ví dụ npm start dev chẳng hạn. Ok chưa? Đấy run lên thì lập tức nó sẽ run theo cái môi trường dev. Đấy, mọi người đợi một chút nhé. Ô, cái này sao sai đây? Đây, npm start dev đúng không anh chị? Clear này đi nhá Có nhầm không? À, npm run start dev nhé. Em biết thiếu. npm run start depth. Bình thường mọi người chỉ có npm start thôi đúng không? Thì bây giờ nó sẽ là npm run start dev nhé. Thì nó mới run cái môi trường dev lên. thì cái đây nó sẽ lốt những cái dữ liệu lên thôi à đây này đấy lên rồi này đấy mọi người thấy đang run trên môi trường đẹp không và cái API nó hoạt động ok này đấy còn giả sử như đây là mình chuyển sang môi trường product nhá đấy lúc mà mọi người muốn run trên môi trường product chẳng hạn đấy thì khi đấy nó sẽ là npm run start product ok chưa đấy toàn bộ mình đang config ở trong cái môi trường này đây này đấy, enter Ủa? đâu rồi nhỉ ở à đây đấy, enter này Đấy thì lập tức nó sẽ run trên môi trường bố đắc Môi trường product ở đây thì em chỉ đang fake thôi Cái IP này thì tí nữa là sẽ báo là 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 không có, không có cái API đấy Đây, mọi người nhìn nhé Đây trước là mình run trên môi trường dev này Đấy, còn bây giờ mình run trên môi trường product này Môi trường product này thì không có API vậy Cho nên là nó đang không lên nhé Nó gọi đến cái API này nhưng mà nó lại không lên Để, Nó gọi cái ACS này đây này Nó gọi ACS này nhưng mà nó đang không lên Đó thì ở đây là cái cách mọi người chuyển giữa môi trường đẹp và môi trường vô đắc cái này thì đi làm các thứ thì nó rất là hai cấu hình để chứ nó không phải chỉ có một môi trường là 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 môi trường bình thường của mình Đấy, nó sẽ chia nhiều môi trường khác nhau sau này đi cấu hình nó sẽ run rất là nhiều thứ xoay quanh này về về cái môi trường này mọi người có hỏi gì không nhỉ cấu hình cái như cái đa môi trường này mọi người có hỏi gì không cái này nó chỉ là cái cấu hình thôi thường là đép test Product đắc các kiểu mọi để xem qua nhé xem có vấn đề gì không